Joseph Nguyễn gửi 2,5 triệu cho bác gái để động viên sự ham học con cô. Okay guys, so we're gonna try to get a tour inside this woman's house. So they're living on the river in this little raft house. They're decorated it with a lot of plants. So many plants, that looks awesome. So I don't know if we're gonna get kicked off or this guy's gonna throw me into the river or what. This is the river, Gangtou River, and this is the dude that lives here, man. This is Ang. Yeah, it's pretty dangerous, guys, because we can fall into the river here. Yeah, they're just eating some watermelon. I've never been on a river house before, man. This is amazing. This is the living room. Oh my God. Guys, this is absolutely amazing. I can't believe we are on the river boathouse. Oh my God. I think he's learning English. This is the view. Check it out. Wow. This is not as bad as I thought. I mean, I could get used to this. There's some photos. Cô tên gì? Lý Mỹ Hiền. Sống trên cái bè bao lâu rồi? 30 năm rồi. Mà sao quyết định để sống trên bè? Tại vì mình không có điều kiện để mình lên bờ, mình cách nhà. Mà cũng thấy ít người sống trên bè mà. Đây thì ít, con xích lên kia nhiều. Bè này là con thấy là một cái bè mà đẹp nhất con thấy trên cái sông đó. Thấy có bông, có hồ cá nữa. Đẹp à. Cô làm gì mưu sinh? Mua bán không à, mấy đứa con để đi đánh bắt cá đó. Cô thấy sống trên bè như thế nào? Cũng thoải mái mà điều nó không có bằng mình lên trên bờ. Chứ cái nhịp vậy giống ngủ quen không? Quen, có bằng ngày thì có tàu thì nó hơi sóng lắc lắc. Im không có tàu chạy thì nó im bằng không có nhá. Nãy chưa ngờ là trong nhà nó trang trí đẹp như thế này. Cũng như ta ở trên đất liền vậy thôi. Thấy trang trí đầy đủ mà. Xong trả điện được. Mình câu ở trên đường dây trên, câu xuống đây luôn. Cũng y như trên bờ thôi. Cô có quyết định như sống trên đất không? Cũng quyết định mà mình chưa có chối tới. Trên đây nó cũng thú vị mà. Nhưng mà nó không bằng lên bờ. Trên bờ có đất có này kia đồ nó ổn hơn. Không, mà ở trên đây ngược lại thì có cảnh. Mỗi một cảnh nó đẹp khác nhau. Dưới sông nước nó cũng đẹp. Chứ đâu ai nhìn ra cái cửa sổ mà thấy cái cảnh như thế này được. Với nhiều khi nó cũng ít bụi bặm với ít xích mít nữa không? Dạ. Mà cô ở với chồng hay là... Chồng mất rồi. Chồng mất rồi. Giờ nuôi con trai. Trai, có cháu một nội. Con cháu nội. Mình thấy ở đây nó cũng thoải mái. Mà nó nó không an cư lạc nghiệp bằng mình lên trên bờ. Trên bờ mình có đất, có giường thì thấy là nó cũng vững hơn. Chưa có điều kiện mình lên trên đó được. Bắt cá năm nay nó có như mấy năm trước không? Không, ít. Tại năm nay nước nó ít, thành ra cá nó cũng ít. Nghe lời có mấy công ty nó xả. Con kinh này thì không có công ty, nó không có nước thải dơ. Chút xíu ra đó là nó tới sông lớn rồi. Yeah, we're going into the kitchen, guys. This is someone's bedroom. Này là phòng ngủ. Không có giường nữa. Không, không có giường. Ở đây mình trải semi này nó cũng sạch sẽ rồi tối. Trải chiếu trên niệm gì đó. Trời, nhìn sạch dữ à. Dạ. Có người Việt sống sạch á. Tay nhiều lúc không thấy cũng chưa giờ. Yeah, this is the kitchen, guys. Gọn gàng á. Gọn dữ à. Sống ở đây thì nó đâu nó gọn đó thôi. We're cooking some chicken. Steggles chicken. It's so tidy here. Everything in its place. Phơi đồ thì sao? Xào đây cũng có, qua bên bè bên kia cũng có xào nữa. Nhưng nắng ở phía bên đây thì mình phơi mép bên đây cho mau khô. Oh, this is the toilet, guys. Nó sẵn nước rồi, vệ sinh cái bên. Không biết có bao giờ rớt vô sân không? Rớt cái này là mắc cái nấy luôn á. Sông đây sâu lắm. Sâu lắm, sâu lắm. Thở lặn lặn mới được thôi. Chứ mình lặn không tới. Oh my god, the river is really deep here, guys, so you gotta watch out. If you drop something, it's gonzo. Bữa giờ cô mất cái gì? Là giặt chén hủ này kia đâu. Dễ rớt mà, không? Có mấy cái khe giống. Có bao giờ người rớt vô? Như có, là té xong. Té, biết lỗi thì lỗi lên. Nói chung nguyên gia đình thì ai cũng biết lỗi hết. Con không biết lỗi, có vấn đề rớt vô. Cháu nó lớn mình phải tập cho nó biết lỗi. Là mình sống ở dưới nước này mình phải tập cho nó lội. Chưa ngờ là mình có cơ hội để lên cái bè. Trên nhà trên bờ thôi, điều nó hơi lúc lắc hơn trên bờ thôi. Mà nãy giờ cũng thấy nó không có lúc lắc lắm á ha. Con thích nhất là cái hồ cá. Có cái đồ lọc.
Ở này nuôi có bao giờ ăn không? Không, nuôi để chơi thôi. Nuôi để chơi chết, bỏ. So she makes these nets as well. Như mình làm đủ thứ hết trơn, cái nào mình làm ra tiền mình sống mình làm. Vậy lưới này cũng làm mấy chục năm rồi. Làm cho tiệm người ta. Chì nè, dàn dứ, phao đồ nè. Mấy cái phao phao vậy nè, bắt dàn trên. Như mình bán cho mấy người ở quê á, kiếm cá đồ ăn. Mình được cá lớn vậy mình được nhiều tiền. Cuộc sống mình cũng ổn. Cũng không nợ nặng gì ai. À, vậy là tốt rồi. Gái thì học năm nay đại học thứ tư rồi. Bên chế biến thủy sản, học bên đại học Cần Thơ mình đó. Chịu học lắm. Con lập cái kênh á trên YouTube á. Dạ. Joseph Nguyễn gửi 2.5 triệu cho bé gái để động viên sự ham học con cô. Cảm ơn em. À, thích lên bờ lắm nhưng mà nó chưa có đủ điều kiện mình lên. Thì mình thôi sống đây để khỏe đi. Trên bờ cũng phức tạp lắm. À, con nó còn nhỏ không mà thì mình cũng mình lo mình làm nuôi đó. Thì nói chung bây giờ nó lớn rồi nó làm phụ lại với mình. Không thẳng mình dành dụm lại vậy đó. Cũng kiếm một cái nền nhà nào nhà nhỏ mà lên bờ mình ở. Cô nuôi con cũng hay á. Một người mẹ mà nuôi được ba đứa con mà cũng cho đi đến đại học Cần Thơ rồi con thấy là quá xuất sắc rồi. Cái nói chung là từ hồi mẫu giáo tới lớn là như là ít có dạy nó lắm. Nó tự vô trong lớp rồi cô thầy dạy rồi nó tự nó tìm hiểu nó học tới đại học luôn. Thành ra mình chỉ làm sao mình kiếm tiền đó để cho nó học hành. Vậy được á. Trời ơi, nhỏ người ta khá giả, người ta năn nỉ con học nó cũng không chịu. Giờ có một cháu nội giống cô Út nó ham học. Học buổi sáng về rồi là từ chừng 1 giờ bắt đầu nó nôn, nó biểu 2 giờ đưa đi học. Bữa nào như bữa đấy, kêu nó nghỉ nó cũng không chịu nữa. Nó cũng ham, nó giống cô Út hơn. Bên nội là ở trên Quế. Quế à? Vậy là anh em này kia đồ cũng ai cũng học giỏi hết trơn. Như vậy em thấy người Hà Nội, Quế này kia hay là ai cũng học giỏi hơn là trong miền Tây này. Thấy hình đa số Hà Nội, miền Bắc có đầu óc hay sao. Mà miền Tây cũng được mà. Được mà hiếm, không bằng. Không bằng miền ngoài. Từ từ lên rồi. Con xin phép về trước. Xong nhục gì không khác. Có việc nào về Cần Thơ nhớ nghe nhớ. Đò á, đưa vô mình nhớ cạnh ngang chợ gì nè. Cái gì chơi. Ok, tạm biệt trước nè. Chị chồng Lan. Đẹp. Mình giải trí được mà, cho nó thoải mái đầu óc. Nó qua cái đợt bông hết rồi đó, hổng bông dữ lắm luôn. Từ đây dài qua đây bông dữ lắm luôn. Chỗ qua cái đợt nó hết rồi đó, cái thời gian 1-2 tháng, cái đó còn 1 tháng lại nữa. Hấp dẫn á. Chứ có em bé nè, rồi cái hành ga gào gào lại, nó thấy cái nhà nó mua vậy á. Chứ lúc không có em bé, nó rộng rãi, nó sáng sủa lắm. Cái em bé hành ga gào đó, thấy không? Hành gào gào trơn rồi đó. Giờ em nó lớn rồi, nó biết rồi, cũng đỡ. Bye con, bye bye con, see you later. Giáo xuyên học lắm đó. Dễ thương á. Xuyên học là số 1. Cảm ơn chị nha. Dạ, cảm ơn chị nha. Cảm ơn em trai. See you. So we're leaving, man. We got a great look into the house, into the raft house. We got to help out Chi Hiền và chú Ẩn. Yeah, this house is amazing, dude. I didn't think I would ever get the chance to get on board, but luckily we've got Go Úc to help us. I've always driven past and wondered what the hell is inside one of those houses. It looks so much better from the inside than the outside. Like, look at the outside. I thought inside was going to be really threadbare and basically nothingness, but it looked just like a normal house inside. Yeah, it's amazing. Cái trong này không có bè nữa đó. Nếu con muốn bè là phải đi vô cả gan. Cái nào? Giờ này là tối rồi đó. Không, tối rồi. Chắc mình quay lại cũng được. Nó sập xong ta di chuyển chỗ khác, ta chỉ bỏ. Em vô mẹ dở với còn lên. Không biết có nguy hiểm không, lúc nhiều khi đang ở xong nó bắt đầu sập. Không dám ở. Nước không dám. Mà lúc nó sập ta có người ở. Mấy cái ghe chồng nó mới ở, cái bè này cũng không hay. Mấy cái ghe đó nó mới ở. Sao biết bè tao không ở? Trời, giờ em thấy biết rồi, ta ở thì ta phải có nấu cơm, nấu nước rồi ăn. Ta ở sao nấu, có mấy cái đó, ta nấu cơm rồi đó kìa. Mấy nhà đó, ta nấu cơm, đồ đồ rồi đó, ta ở nó sẽ tắm rửa rồi. Nó không có để đó. Mấy cái kia ở trong cả văn hả, con thấy người ta làm kiên cố hơn mấy người này lắm. Ở đây ta làm đâu có kiên cố bằng trong cả văn. Bè sạch nằm bẹt xuống sông luôn kìa.